Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chính sách và Cuộc sống phát sóng trên kênh truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, sản phẩm du lịch có vai trò quan trọng và mang lại nhiều giá trị, đóng góp vào phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, hình thành nhiều trải nghiệm thú vị, đặc sắc, đáng nhớ cho du khách trong mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải làm gì để tăng sức hút của sản phẩm du lịch. Để cùng trao đổi về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam. Cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào chị. Dạ vâng, trước tiên thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi đoạn video clip sau. Theo luật du lịch, sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết thỏa mãn nhu cầu của du khách trong chuyến đi du lịch. Thực tế, sản phẩm du lịch phải thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu của khách du lịch và sự phát triển kinh tế của đất nước. Rất nhiều chính sách ra đời đã góp phần hình thành, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch nước ta. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ, cần tập trung phát triển sản phẩm có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao, tăng trải nghiệm cho khách dựa trên lợi thế về tài nguyên của từng vùng, địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ, đến năm 2025, định vị rõ nét các dòng sản phẩm du lịch Việt Nam gắn với các vùng, cùng với du lịch biển, đảo, dòng sản phẩm văn hóa sẽ là sản phẩm thương hiệu, thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế và nội địa. Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch đô thị. Đến năm 2030, phát triển đồng bộ 4 dòng sản phẩm gắn với vùng du lịch. Sản phẩm du lịch Việt Nam được ghi nhận trên thị trường khu vực và quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa, quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Đề án cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các địa phương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng, Cần Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu có tối thiểu một mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm. Đề án đưa ra các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm như hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mua sắm giải trí đêm, tham quan du lịch đêm và giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm. Bắt đầu cuộc trao đổi tại trường quay thì xin được hỏi ông Hoàng Nhân Chính, ông nhìn nhận như thế nào về hệ thống các sản phẩm du lịch của Việt Nam và chúng ta đã có được các sản phẩm đa dạng và phong phú hay chưa? Trong cái báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 2021 xếp hạng về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam ấy, là đứng thứ 24 trên 117 nước. Trong khu vực thì chúng ta cũng đứng vào cái top 3. Thế còn về tài nguyên văn hóa của Việt Nam thì cũng được xếp thứ 25 trên 117 nước. Và trong khu vực chúng ta cũng nằm ở trong top 3. Thì có nghĩa là chúng ta có rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển được du lịch, các sản phẩm du lịch Việt Nam đa dạng và phong phú. Và ngay cả chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cũng như là chiến lược marketing du lịch Việt Nam thì cũng đều nêu lên là Việt Nam có thể phát triển về 4 cái dòng sản phẩm, gồm có sản phẩm tự nhiên, thiên nhiên, dòng sản phẩm về văn hóa, lịch sử, đô thị, biển đảo. Rõ ràng là Việt Nam có rất nhiều lợi thế, có rất nhiều khả năng. Tuy nhiên thì khi mà xem cái đánh giá của Nghị quyết 82 về các sản phẩm của du lịch Việt Nam thì chúng tôi nhận thấy rằng là đúng là sản phẩm của du lịch Việt Nam còn chưa đa dạng, chưa phong phú. Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện sản phẩm du lịch phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo ra đặc trưng riêng có, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Với những thuận lợi về cảnh quan thiên nhiên, tính nguyên sơ, bản sắc truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội được bảo tồn, gìn giữ, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc khu vực miền núi, Hà Giang đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch, bước đầu hình thành một số điểm du lịch cộng đồng tiềm năng. 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, từ thế hệ này qua thế hệ khác cùng lưu giữ, truyền thừa lại những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Mỗi dân tộc lại có những bản sắc đặc trưng riêng như các lễ hội nhảy lửa của người Dao, người Pà Thèn, lễ cấp sắc, lễ hội bàn vương, lễ cúng cầu mưa, cầu mùa, lễ hội gầu tàu. Lúc
trước khi đến đây thì em cũng không nghĩ là nó lại đẹp đến như thế này. Và đến đây thì em cũng rất là bất ngờ. Và đến cả con người và lẫn đến cảnh vật thì rất là đều là đẹp. Mọi người thì thân thiện. Và cái cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ. Thêm ra là cũng rất là thu hút được cái rất nhiều khách. Và cũng chính bản thân mình cũng rất thích đến Hà Giang rất nhiều lần. Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống đã giúp Hà Giang có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách, những người đam mê xê dịch tìm hiểu văn hóa dân tộc truyền thống. Việc giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn các giá trị văn hóa là hướng đi đúng của Hà Giang nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, hiệu quả và bền vững. Có thể nói là trong nhiều năm vừa qua thì tỉnh Hà Giang đã lựa chọn những cái sản phẩm văn hóa để tạo thêm một cái điểm nhấn cho phát triển du lịch. Đây cũng là một trong những cái bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc 19 dân tộc trên toàn tỉnh Hà Giang. Hiện nay thì toàn tỉnh có 40 làng văn hóa du lịch cộng đồng được xác định, thế và có 16 làng văn hóa đã được Ủy ban dân tỉnh ra quyết định công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn để phục vụ cho du khách. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đang chú trọng cái việc mà nâng cao cái chất lượng các dịch vụ và đặc biệt là cái đào tạo nguồn nhân lực ở tại chỗ cho các điểm du lịch cộng đồng. Trở lại với cuộc trao đổi tại trường quay thì xin được hỏi ông rằng để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với từng địa phương, đáp ứng tốt cho nhu cầu của du khách và nhất là du khách quốc tế thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện những điều gì ạ? Câu chuyện để tìm hiểu, khảo sát và nghiên cứu thị trường thì theo tôi cơ quan quản lý nhà nước sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Sau khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện được những cái công việc này thì những cái báo cáo, những cái nghiên cứu về các thị trường sẽ được chuyển đến cho các địa phương và các doanh nghiệp. Và dựa vào đó thì từng địa phương, doanh nghiệp sẽ xây dựng nên những cái sản phẩm mà như lời của Thủ tướng đã nói đấy, là làm sao cho phù hợp với mong muốn của thị trường. Vâng. Vậy thì trong cái quá trình xây dựng sản phẩm du lịch thì chúng ta sẽ cần lưu ý những cái đặc tính nổi bật nào ạ? Chúng tôi nhận thấy rằng là khách du lịch mong muốn là được trải nghiệm những cái sản phẩm du lịch mà độc đáo, sáng tạo, có tính đặc thù, điểm đặc sắc của từng địa phương. Nói về cái việc mà thu hút khách du lịch và tạo ra những cái sản phẩm độc đáo thì có lẽ cũng không phải là quá khó. Chúng ta chỉ cần là áp dụng những cái sản phẩm sao cho phản ánh đúng cái văn hóa bản địa của địa phương đó thôi, để làm cho khách du lịch cảm thấy thú vị hơn, hấp dẫn hơn, tạo cho khách du lịch nỗi thương nhớ đến các điểm đến để họ quay trở lại. Chúng ta cần phải có cách làm sáng tạo của từng địa phương. Vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, các chính sách mới về thị thực cho du khách quốc tế đã chính thức có hiệu lực. Những thay đổi tích cực này sẽ thúc đẩy du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lượng khách quốc tế đến nước ta sẽ gia tăng, tạo cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Sự thông thoáng hơn về thủ tục visa, tăng thời hạn lưu trú với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là một tín hiệu rất mừng với du lịch trong bối cảnh mùa cao điểm đón khách quốc tế sắp bắt đầu. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Chính sách mới mang tính cởi mở và thuận tiện của chính phủ ta về visa vào Việt Nam đối với người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Điều này được coi là cú hích để ngành du lịch nước ta phát triển mạnh mẽ vào thời hậu Covid-19. Việc nới lỏng chính sách visa giúp Việt Nam có thị phần du khách nước ngoài mới là nghỉ dưỡng, lưu trú, thăm thân, du lịch xuyên Việt, giúp kích cầu nền kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ có liên quan. Các hãng hàng không cũng mở thêm các chuyến bay đến thường lệ và chuyến bay thuê chuyến đến các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Như vậy, lượt du khách quốc tế có thêm sự lựa chọn bay để đến Việt Nam. Tuy nhiên, quy định nới lỏng việc cấp thị thực cho du khách chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, phần lớn lại phụ thuộc vào chính các doanh nghiệp du lịch. Ngoài việc là mình khai thác lợi thế du lịch sẵn có, thì ở Wonder Tour chúng tôi thì đưa thêm những cái trải nghiệm có chiều sâu để cho khách hàng cảm thấy Việt Nam thực sự là khác biệt. Ngoài việc tạo ra các sản phẩm trong nước cũng như là cái chiến lược truyền thông của các cơ quan ban ngành, thì đối với phía doanh nghiệp chúng tôi
thì Wonder Tour cũng liên kết và tạo ra các văn phòng đại diện tại các nước. Ví dụ như hiện nay thì chúng tôi đang đàm phán tích cực với công ty Wonder Tour Hàn Quốc và Wonder Tour Ấn Độ để việc trao đổi văn phòng đại diện có thể đưa khách Ấn Độ, Hàn Quốc vào Việt Nam. Và ngược lại chúng tôi cũng sẽ mang đến những cái tour quốc tế chất lượng cho người Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút khách. Du lịch đêm được kỳ vọng sẽ làm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Với nhiều quốc gia, du lịch đêm không chỉ được xem là hướng đi giúp tăng trưởng kinh tế mà còn tạo dấu ấn, hình ảnh, thương hiệu, bản sắc riêng cho điểm đến. Nhiều doanh nghiệp bắt nhịp sớm với xu hướng du lịch đêm và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Để tăng thêm cái sự hấp dẫn của du thuyền của Body Life thì chúng tôi cũng có đưa vào trong chương trình một cái phần biểu diễn đa phương tiện tên là Vũ điệu biển khơi. Đây là một màn kết hợp đặc sắc mà chúng tôi có hợp tác với đạo diễn là Hoàng Nhật Nam kể về một câu chuyện về Hạ Long. Đó là một cái màn biểu diễn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, đèn laser và vũ điệu đương đại. Tất cả những khách hàng mà chúng tôi đã từng đón tiếp thì họ đều có những cái phản hồi rất tốt, rất tích cực và họ cũng có một cái cảm xúc riêng, những câu chuyện riêng để đem về kể cho những người thân xung quanh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có kết hợp với những đơn vị nổi tiếng, về ca sĩ nổi tiếng trên cả Việt Nam cũng như thế giới. Gần đây nhất thì chúng tôi có hợp tác với đơn vị ban nhạc 911 Huyền Thoại và đã đưa về những ca khúc bất hủ lên trên du thuyền Wild Life. Rất nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Cần Thơ đều đã tìm tòi khai thác thế mạnh sẵn có để phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm thu hút du khách. Dạ vâng, thưa ông Hoàng Nhân Chính, khi mà chúng ta đã có những sản phẩm du lịch mới rồi thì ngành cần phải có những biện pháp nào để thu hút du khách đến, giữ chân du khách ở lại và thu hút du khách quay trở lại? Vừa rồi thì chính phủ cũng như Quốc hội cũng đã gỡ một cái nút thắt cho ngành du lịch bằng cách là đã tạo cái điều kiện thuận lợi hơn trong chính sách thị thực. Khách đã có thể ở Việt Nam dài ngày hơn. Thế thì sản phẩm du lịch cũng đã có thể xây dựng những cái sản phẩm độc đáo để phù hợp với cái xu hướng là khách mong muốn đi du lịch dài ngày hơn ở Việt Nam. Với cái đề án phát triển du lịch đêm mà Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã ban hành vào tháng 7 năm 2023 thì chúng tôi cho rằng là đấy là một cái đề án cũng đã nêu lên với 5 cái mô hình du lịch đêm là cũng là những cái hướng để gợi ý cho các địa phương có thể phát triển du lịch đêm được. Và qua đó thì các cái địa phương cũng có thể dựa vào đó để tạo ra những cái sản phẩm du lịch đêm độc đáo của riêng có của mình. Vậy thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm công tác truyền thông thật tốt. Rồi sau đó là chúng ta cần phải làm cái công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Sau Covid-19 thì có một xu hướng khách du lịch đã tìm hiểu nhiều hơn các cái điểm đến du lịch thông qua Internet, thông qua mạng truyền thông xã hội. Cho nên cách thực hiện tiếp thị số sẽ là một xu hướng mới và không thể đảo ngược. Chúng ta cần phải đẩy mạnh cái xu hướng tiếp thị số của Việt Nam ra nước ngoài, tập trung đến những cái thị trường trọng điểm để làm sao cho khách du lịch không cần phải đến những cái hội chợ hay là đến những cái điểm giới thiệu nào cả mà họ ngồi ngay trong căn nhà của họ, họ vẫn tìm được ra những cái nét đặc sắc của sản phẩm du lịch Việt Nam. Đấy mới là cái điều thành công của chúng ta. Việc mà mở các văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm cũng là một cái điểm mà sẽ giúp rất nhiều cho việc tiếp thị, quảng bá du lịch Việt Nam. Một cái việc thứ hai á, là nếu khách đã đến được rồi thì làm sao để thu hút được khách ở lâu hơn và thậm chí họ vui vẻ hơn để móc tiền trong hầu bao của họ ra để họ chi được nhiều hơn thì điều đó mới là điều quan trọng. Thế thì để làm được điều đó thì rõ ràng các địa phương sẽ cần phải
lưu ý đến vấn đề quản lý điểm đến, phát huy được những cái thế mạnh của du lịch Việt Nam, tìm cách để làm sao nâng được cái sản phẩm du lịch của Việt Nam, làm cho khách có được những cái trải nghiệm tốt hơn. Khi mà nghiên cứu thì thấy rằng là du khách thời gian mà người trả tiền ấy, cho các cái sản phẩm du lịch, cho những cái dịch vụ du lịch ở ban ngày thực ra tỷ lệ không cao, không nhiều. Trong khi buổi tối họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn. Và đấy là cái cách để giúp cho khách vừa được hưởng thụ nhiều hơn, vừa được trải nghiệm nhiều hơn, vừa được vui vẻ hơn ở điểm đến. Nhưng đối với chúng ta thì chúng ta cũng lại thu được nhiều tiền hơn. Thì đấy là một cái điểm mấu chốt để giúp cho ngành du lịch Việt Nam không những là tăng được doanh thu từ trong du lịch, mà còn giúp cho chúng ta có được một cái những cái thị trường nguồn bền vững. Chúng ta sẽ còn phải làm nhiều để tăng cái nguồn thu lên, giống như là trong cái nghị quyết 8 của Bộ Chính trị đã giao cho ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì đấy mới là mục tiêu cuối cùng mà ngành du lịch cần phải đạt đến. Vậy thì để phát triển sản phẩm du lịch đêm ý, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái giải pháp gì? Cụ thể thì ông có thể nêu ra một số các giải pháp. Cái phát triển du lịch đêm sẽ vừa phải mang lại cái lợi ích, cái nguồn lợi cho không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, không phải chỉ cho các doanh nghiệp tham gia vào những cái khai thác về cái phát triển du lịch đêm, mà kể cả người dân, cộng đồng ở địa phương cũng phải được hưởng lợi. Có lẽ chúng ta cần phải tăng cường đối thoại cùng tư về cái mô hình phát triển du lịch đêm như thế nào để mang lại cái nguồn lợi cho tất cả các bên. Cần phải làm sao để làm nổi bật những cái đặc thù, đặc sắc của địa phương. Thế còn về giải pháp để mà phát triển du lịch đêm thì chúng tôi nghĩ rằng là đầu tiên là phải có sự bắt tay giữa cơ quan quản lý nhà nước với những cái nhà tổ chức như là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân, để làm sao cho đưa ra những cái sản phẩm mà nó thực sự mang dấu ấn của địa phương đó. Có lẽ phải cần có bàn tay của những nhà đạo diễn, những cái người làm văn hóa, những người làm về kiến trúc, những người hiểu biết về lịch sử để tạo ra những cái sản phẩm đặc sắc của địa phương đó. Thưa quý khán giả, sản phẩm tạo nên sự khác biệt trong phát triển du lịch, tạo nên thương hiệu và hình ảnh của mỗi điểm đến du lịch, mỗi địa phương, mỗi vùng và mỗi quốc gia. Nhưng việc nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch cần tuân theo nguyên tắc phát triển bền vững, có tính đặc thù riêng, có thương hiệu và đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài để đạt được tính bền vững lâu dài. Đến đây, thời lượng của chương trình Chính sách và Cuộc sống kỳ này đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hoàng Nhân Chính đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.